xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Bà Bảo. Chúc các bạn đẹp trai sinh nhật một ngày thật là vui vẻ. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục phá đảo trò chơi những người bạn cầu vồng và những con quái vật. Các bạn hãy cổ vũ cho mình vào nhé. Các bạn hãy xem hết video và đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tấn công với nào, cố lên. Các bạn nhìn con yellow kinh rất nhiệt tình luôn. Cố lên nào, kiếm cho Cillian bút đi nào, cố lên này, chỉ Cillian bút này, Cillian bút này. Còn vịt này bút với chúng tôi này, yeah, thắng rồi. Vui quá, trận đầu tiên đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Quân địch gồm có một con yellow kinh, một con nhiều tai màu vàng, một con pin skin, một con vịt, một con da vân, ba con hai đần và hai con mèo bầu. Kinh chưa, quân địch rất chi là mạnh luôn. Mình xin thêm quân tăng cường thêm lực lượng ra nào. Mình mới kết hợp hai con vịt tạo ra con cát bầu, con mèo bầu các bạn ơi. Mình đã có một con mèo bầu, con mèo bắn rất tởm luôn các bạn ạ. Con nào yếu yếu nó chỉ bắn một phát mũi tên là chết luôn, dễ đánh đạch luôn các bạn ạ. Rồi, cố lên nào, thắng rồi. Mình lại tiếp tục thắng các bạn ơi. Đấy, con cắt bầu này dương tên lên định bắn các bạn ạ. Lần này con địch, trời ơi con gì kia, wow, con ếch màu xanh các bạn ơi. Uầy, con này có đống lửa bụng à, kinh chưa. Ôi, lửa này nó ném vào ai phát chết cháy luôn các bạn ạ. Kinh đấy. Bây giờ mình kết hợp tạo ra được một con yellow king nữa, ba con yellow king. Ok, ba con này mình chống chọi được quân địch các bạn ạ. Cố lên yellow king, cái tinh thần chiến đấu của con yellow king rất nhiệt tình các bạn ạ, rất cặm cụi đấm đá. Cố lên nào. Yellow king đã bị dị sinh rồi. Cố lên nào. Trời ơi, con ếch xanh này rất chi là mạnh luôn, bắn như thế mới chết các bạn ạ. Mình rất khâm phục cái tinh thần chiến đấu của con yellow king. Ôi ơi, các bạn nhìn này, con Siam Boot này, con này nó tay chân nó mềm mà như con run các bạn ạ. Được đấy, con địch tăng cường thêm một con Siam Boot. Mình có cái đạp tạo ra thêm một con vịt nữa các bạn ạ. Rồi, xin thêm một con Black. Rồi, tấn công em ơi, xong lên nào, cố lên. Bây giờ con Siam Boot nào, cố lên. Trời, hai tay này như được một đòn đánh. Cố lên nào, chắc chắn đã thắng rồi các bạn. Còn mình đông hơn hẳn rồi. Cố lên nào, yeah, thắng rồi. Rất nhẹ nhàng như đại trang luôn các bạn này. Wow, lần này con địch có hai con Cyan Boot luôn. Trời ơi, hai con Cyan Boot này, hai con này nó hai tay nó múa mang quay cuồng, nó chắn hết đam cho con Blue Bee ở phía sau các bạn này. Có hai con Blue Bee phía sau, tháo vào bắn không sợ ai tiếp cận được. Mình tiếp tục xin các con Blue ra kết hợp tạo ra người cây, rồi tạo ra Orangi, quái vật màu cam. Rồi xin thêm con Blue ra kết hợp tạo ra con người cây, rồi kết hợp tạo ra con quái vật màu cam, kết hợp ăn quái vật màu cam tạo ra được con Black, quái vật màu đen. Tiếp tục xin thêm con Blue ra các bạn ạ, và kết hợp tạo ra quái vật green, quái vật người cây màu xanh, hai tay cũng dài, người màu múa may quay cuồng. Rồi mình sẽ kết hợp tạo ra được một con green. Con green này bé hơn con Cyan các bạn nha, Cyan bot tìm đọc đó cả mồm này. Cố lên nào, nghe đâu kinh ơi, cố lên nào người. Còn Cyan rất chi là mạnh luôn, đấm đá như thế, bắn như thế, mãi mới chết các bạn ạ, mãi giết tiêu được một con. Cố lên nào, đã chọn hai con chị à, biết rồi. Lúc đi thì đấm phát chết luôn các bạn ạ. Lúc đi thì không đích tiên, yellow king đấm phát là to mạng luôn, về với các cụ luôn.
Trời ơi trời ơi, lần này con định lại tăng cường thêm một con ếch xanh nữa này. Kinh chưa, kinh chưa. Tăng cường thêm một con ếch xanh và một con hammer. Hammer quả búa này. Đầu đội cái nồi, đội nồi đá xì, tay cầm cái búa. Búa to đùng với mạng các bạn ơi. Búa to hơn cả người luôn. Rồi mình tiếp tục xin blue ra kết hợp. Rồi kết hợp tạo ra green. Giờ mình kết hợp hai con pin skin. Rồi tạo ra là con nhiều tai màu vàng. Ok ok, đây rồi đôi dài. Tiếp tục lại xin thêm con blue tạo ra, kết hợp tạo ra được con green. Rồi kết hợp tạo ra được một cam. Tấn công anh em ơi, xông lên nào, cố lên nào, cố lên nào, kiếm giết con này đi nào. Cố lên các bạn ơi, này cố cho mình đi nào, đánh lại đang không cố cho mình đi nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào, cố lên, cố lên. Trời ơi, chẳng là mình thua rồi. Con ếch kia quá là mạnh luôn, nó ném lửa thật vào chết vào đấy các bạn ạ. Kinh quá, kinh quá. Rồi kết hợp với con green này tạo ra con quái vật màu cam. Tiếp tục là kết hợp tiếp. Kết hợp hai quái vật màu cam tạo ra quái vật màu đen. Kết hợp hai quái vật màu đen tạo ra được con pin skin. Xin thêm con pin skin nữa. Kết hợp tạo ra được con quái vật nhiều tai màu vàng. Kết hợp con quái vật màu nhiều tai màu vàng tạo ra được con hammer. Nó mở tay được búa. Tấn công anh em ơi, xông lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên anh em nào. Cố lên nào, cố lên nào. Bây giờ con quái vật màu xanh nào. Con quái vật xanh này giờ gái tay nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Ếch này, ếch với chúng tôi này. Ếch có bị trừ được không? Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên đi thôi, cố lên nào. Rồi thua, ai thua tất cả này. Con địch quá là mạnh luôn. Còn quả con ếch màu xanh này quá mạnh quá. Thua hai trận liên tiếp rồi các bạn ơi. Bây giờ xin thêm một con block đi nữa, chuyển nó ra giữa. Ok ok, giờ xin thêm một con blue ra. Blue nữa ra. Rồi kết hợp hai blue tạo ra được con green. Đã có hai con green, ba con green rồi. Kết hợp green tạo ra con quái vật màu cam. Kết hợp quái vật màu cam tạo ra được quái vật màu đen black. Kết hợp quái vật màu đen tạo ra con bean skin. Kết hợp hai con quái vật màu cam tạo ra được một con quái vật màu đen và chuyển con yellow king lên trên. Kết hợp hai con vịt tạo ra được con mèo bâu. Mình có vẻ mạnh rồi đấy. Lần này con địch có thắng nổi không? Chuyển ba con yellow king tiêu diệt con siam bút được ạ. Siam bút này rất là mạnh luôn. Cái tay nó dài nguy hiểm ngoào, múa may quay cuồng. Ok, tấn công anh em ơi, xông lên nào các bạn ơi. Tay thôi, tay thôi, ấn like, đăng ký kênh của vũ cho mình như nào. Để mình nhận chiến thắng nào các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Bây giờ tiêu diệt ếch màu xanh nhỉ, ếch màu xanh này, ếch màu xanh này chúng tôi. Ếch màu xanh này, tiêu diệt ông cố lên. Thắng rồi, vui quá, vui quá. Cuối cùng mình cũng giành chiến thắng tiêu diệt quân địch cho các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều bạn đã ấn like, đăng ký kênh để chia sẻ video giúp mình các bạn ạ, để mình giành chiến thắng các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình kết hợp tạo ra thêm con quái vật vàng nhiều tai nào. Ok, tất cả các anh em ơi, xong lên nào, cố lên, cố lên, cố lên nào. Video này cũng là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nhớ tới hay nữa. Các bạn hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.